Xin kính chào quý vị và bà con. Mời quý vị và bà con theo dõi bản tin thời tiết nông vụ ngày 13 tháng 12 của đài truyền hình kỹ thuật số VTC. Thưa quý vị và bà con, từ đêm nay ngày 13 tháng 12, miền Bắc sẽ lại đón một đợt không khí lạnh có cường độ mạnh di chuyển xuống phía Bắc nước ta. Do đó, khu vực Bắc Bộ sẽ chuyển nhiều mây, có mưa và mưa nhỏ, tập trung nhiều tại các tỉnh thành phía Đông Bắc Bộ. Nền nhiệt hạ thấp dần, trời chuyển rét tại các tỉnh thành phía Đông Bắc Bộ với nhiệt độ cao nhất ngày mai là từ 18 cho tới 21 độ. Ở khu vực Tây Bắc Bộ thì nhiệt độ cao hơn, dao động từ 22 cho tới 25 độ. Thưa bà con, do không khí lạnh tăng cường, trời chuyển mưa rét, ẩm độ không khí tăng cao tại Bắc Bộ sẽ là điều kiện thuận lợi cho nhiều loại bệnh ở gia cầm phát sinh và lây lan mạnh. Vào thời gian này, gia cầm thường mắc các bệnh như là cúm, hen gà, CRD, cầu trùng, tụ huyết trùng, đặc biệt là bệnh viêm đường hô hấp ở gà do vi khuẩn gây nên. Gà các giống, các lứa tuổi đều dễ bị mắc bệnh. Khi bị bệnh viêm hô hấp thì gà thường có các biểu hiện sau: ủ rũ, xù lông, kém ăn, gầy chảy nước mũi hay vẩy mỏ, gà ho, hen nhiều về ban đêm, mặt sưng do viêm xoang, gà lớn thì giảm đẻ, gầy. Để phòng bệnh viêm đường hô hấp ở gà, bà con nên đảm bảo các biện pháp vệ sinh phòng bệnh, chỉ mua gà giống từ các cơ sở giống có uy tín, đảm bảo chuồng nuôi thông thoáng, sạch sẽ, khô ráo, ấm về mùa đông, mát về mùa hè, mật độ gà nuôi trong chuồng phải phù hợp, tránh nuôi quá dày. Nếu như gà mắc bệnh thì bà con cũng có thể áp dụng một số biện pháp điều trị như sau bổ sung cho gà thuốc bổ bi complex vitamin c điện giải đường gluco khắc phục nguyên nhân làm bệnh tái phát như là nhiệt độ thấp độ ẩm quá cao độ ẩm thông thoáng kém khi gà bị mắc bệnh có thể dùng một số chế phẩm để điều trị tuy nhiên bà con không nên tự ý mua về sử dụng mà nên nhờ sự hỗ trợ của cán bộ nông nghiệp địa phương Tiếp tục với những thông tin thời tiết tại khu vực Trung Bộ. Ngày mai, do ở gần khu vực Bắc Bộ và bắt đầu chịu ảnh hưởng bởi khối không khí lạnh, nên các tỉnh từ Thanh Hóa trở vào cho tới Nghệ An và Hà Tĩnh. Trời nhiều mây, có mưa giải rác vào lúc chiều tối cùng nền nhiệt độ giảm dần. Cao nhất ngày không vượt quá ngưỡng là 25 độ. Trong khi đó, tại các tỉnh từ Quảng Bình đến Bình Thuận, tiếp tục có nắng vào ban ngày, với nhiệt độ trưa chiều mai, dao động trong khoảng từ 27 cho tới 29 độ. Từ Quảng Bình cho tới Quảng Ngãi thì nhiệt độ thay đổi từ 29 cho tới 32 độ. Và các tỉnh từ Bình Định đến Bình Thuận, tuy nhiên bắt đầu từ ngày 15 tháng 12 khi đới gió đông bắc hoạt động mạnh dần thì thời tiết cũng sẽ chuyển mưa. Thưa quý vị và bà con, mưa xảy ra nhiều khiến các yếu tố môi trường ao nuôi biến đổi theo hướng bất lợi, gây ra nhiều bệnh như là bệnh đốm đỏ, bệnh giận cá, trùng bánh xe hay các bệnh do vi khuẩn ảnh hưởng không tốt cho việc nuôi trồng thủy hải sản. Bản tin thời tiết nông vụ hôm nay cũng xin giới thiệu đến bà con một số biện pháp phòng bệnh cho thủy sản khi những ngày sắp tới có thể có mưa trên diện rộng tại khu vực này. Để hạn chế các loại bệnh sinh trưởng và phát triển trên thủy sản nuôi, bà con cần chủ động thực hiện các ngay biện pháp phòng bệnh như sau. Thường xuyên quan sát tình trạng cá tôm bơi lội trong ao khi có hiện tượng nổi đầu cần xác định nguyên nhân. Nếu thiếu oxy, cần giảm lượng thức ăn hay thay một phần nước ao hoặc là cấp thêm nước mới vào ao, tiến hành san thưa để giảm bớt mật độ thường xuyên theo dõi mực nước, màu nước trong ao để kịp thời điều chỉnh, đặc biệt là trong thời điểm có mưa để kịp điều chỉnh lượng nước ăn phù hợp. Bảo đảm môi trường ao nuôi cho cá, tôm sạch bằng cách là định kỳ bón vôi, khoáng chất, chế phẩm vi sinh cho vuông ao nuôi, liều lượng tùy theo diện tích và đối tượng ao nuôi. Có thể sử dụng vôi bột cho vào túi treo ở góc ao, phía đầu gió hoặc là khu vực cho ăn để khử trùng nước. Và ngay sau đây mời bà con theo dõi phần dự báo chi tiết đêm nay và ngày mai cho các khu vực trên cả nước. Phía Tây Bắc Bộ, từ tối và đêm trời chuyển nhiều mây, có mưa rải rác, gió nhẹ, đêm và sáng trời rét với nhiệt độ thấp nhất là từ 17 cho tới 20 độ và nhiệt độ cao nhất là từ 18 cho tới 21 độ. Phía Đông Bắc Bộ, nhiều mây, có mưa và mưa nhỏ rải rác, gió chuyển hướng Đông Bắc cấp 2, cấp 3, trời rét, nhiệt độ thấp nhất là từ 14 cho tới 17 độ, nhiệt độ cao nhất là từ 18 cho tới 21 độ. Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế, đêm và sáng nhiều mây, có mưa vài nơi, phía Nam ban ngày có nắng, từ tối vào đêm gió chuyển hướng bắc đến tây bắc, cấp 2 cấp 3, nhiệt độ thấp nhất là từ 20 đến 23 độ, nhiệt độ cao nhất là từ 23 đến 29 độ. Các tỉnh ven biển từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, mây thay đổi, có mưa vài nơi, ngày nắng, gió đông bắc cấp 2 cấp 3, nhiệt độ thấp nhất là từ 23 đến 26 độ, nhiệt độ cao nhất là từ 29 đến 32 độ. Tây Nguyên mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng, gió Đông Bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ thấp nhất là từ 19 cho tới 22 độ và cao nhất là từ 29 cho tới 32 độ. Các tỉnh Nam Bộ mây thay đổi, ngày nắng, chiều tối có mưa rào vài nơi, gió Đông Bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ thấp nhất là từ 25 cho tới 27 độ và cao nhất là từ 32 đến 34 độ. Bản tin thời tiết đông vụ xin được khép lại tại đây. Xin kính chào tạm biệt, hẹn gặp lại quý vị và bà con trong các bản tin tiếp theo.